Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin thêm bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải và sự trưng cháo của hai ông Nghị. Sau sự kiện về ông Nghị rau muống, Đỗ Văn Dương và luật sư Trịnh Vĩnh Phúc phải thốt lên rằng ông Đỗ Văn Dương muốn giết Hồ Duy Hải, thì phát ngôn mới nhất của ông Trương Hòa Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cũng nhận được nhiều lời bình luận trên mạng xã hội. Ông Trương Hòa Bình từng giữ chức chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và cũng đi lên từ chức vụ cao cấp của ngành công an, rồi qua chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, rồi qua Thứ trưởng Bộ Công an, rồi qua giữ chức chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Nói chung, lý lịch và quá trình thăng tiến của ông Trương Hòa Bình rất giống ông Nguyễn Hòa Bình. Đây là hình ảnh hai ông chánh án tối cao Trương Hòa Bình bên trái và Nguyễn Hòa Bình đều đi lên từ ngành công an. Trong thời gian các ông công tác thì số người chết trong đồn công an tăng cao. Các vụ tra tấn, bức cung, nhục hình rất phổ biến và án oan đã răng khắp nơi từ Bắc chí Nam. Khi các ông này giữ chức vụ tối cao về công lý thì án oan đã ngút trời khắp nơi. Tuy nhiên các ông chánh án tối cao này không hề gỡ được oan ức cho ai. Nay công luận chỉ tạm soi xét các ông qua tư duy công lý đối với vụ án Hồ Duy Hải mà thôi. Về phát biểu của ông Trương Hòa Bình, nhà báo Trung Bảo có bài bình luận mang tựa đề "Để phán quyết của tòa được người dân tôn trọng". Tiếp xúc cử tri tỉnh Long An, đại biểu Quốc hội Trương Hòa Bình khi được hỏi về vụ án bưu điện Cổ Voi đã dẫn lời của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, nói về vụ Hồ Duy Hải như sau. Chúng ta chưa có cơ sở để nói oan hay không oan, nhưng nguyên tắc là phải tôn trọng phán quyết của tòa án. Xã hội văn minh bao giờ cũng phải tôn trọng phán quyết của tòa án. Với phát biểu này cho thấy việc xác định oan sai của vụ án Cổ Voi vẫn đang được các cấp cao ở Quốc hội đặt trên bàn của mình. Tuy nhiên, với những tài liệu đã được đưa ra từ dư luận thời gian qua cho thấy, quy trình điều tra lẫn xét xử của các cấp tòa có nhiều vấn đề cần được xem xét. Đó là lý do Ủy ban Tư pháp Quốc hội quyết định chuyển vụ án lên trên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để rà soát lại. Thế nhưng, ông Đỗ Văn Dương, Phó Ban Dân nguyện Quốc hội, lại có một văn bản gửi đến các nhân vật lãnh đạo cao cấp với ý chí ngược lại điều trên. Ông sớm kết tội Hồ Duy Hải bằng những lập cứ đã được đưa ra sai so với thực tế. Và tòa án là đại diện cho pháp luật và được vận hành bởi các quy định, nguyên tắc của pháp luật. Tuy nhiên, điều hành tòa án là con người và không phải bao giờ ý chí của con người cũng trùng khớp với ý chí của các văn bản pháp quy bởi cuộc sống không phải trang giấy. Tôn trọng phán quyết của tòa có nghĩa là phải dùng các quy định luật pháp hiện hành để rà soát quyết định đó theo đúng quy định và trình tự hợp pháp. Đó là điều mà người dân mong mỏi. Đây là hình ảnh đại biểu Lưu Bình Nhưỡng với phát biểu giữa nghị trường rằng chưa bao giờ uy tín của ngành tư pháp thấp như bây giờ. Để đảm bảo các phán quyết của tòa luôn đúng thì không thể có bất kỳ sơ sót nào trong quy trình điều tra. Khi có bất kỳ dấu hiệu sai sót xuất hiện trong quy trình tố tụng khiến ảnh hưởng đến kết quả phiên tòa thì việc phải rà soát lại toàn bộ quy trình đó bằng việc điều tra lại để đảm bảo việc tuân thủ luật pháp là cần thiết. Thậm chí nếu phải hủy bản án để điều tra lại nhằm đảm bảo sự đúng đắn của quy trình tố tụng cũng là điều cần làm. Khi ấy không ai có thể nói được về sự oan sai đối với bản án đã được tòa tuyên. Vì vậy dù phán quyết của tòa vẫn phải được chiếu rọi dưới ánh sáng của luật pháp chứ không thể xem đó là một điều đương nhiên đúng, nhất là khi điều đó gắn liền với tính mạng của con người. Và ông Trung Bảo đưa ra kết luận như vậy. Một bạn đọc đưa ra lời bình luận tiếp tục như sau. Tôi xin có đôi điều thưa với ông Nghị Long An Trương Hòa Bình rằng điều nhân dân chúng tôi cần đó là sự thượng tôn pháp luật, thượng tôn quyền hiến định của con người theo hiến pháp. Đó mới là văn minh. Còn cái thứ văn minh như các vị nói, tôi cho rằng các vị đã quá chủ quan, ngạo mạn. Tòa án cũng chỉ là cơ quan tư pháp, nó được điều hành bởi con người. Các phán quyết có đúng, có sai, đôi khi không thể tránh khỏi. Một xã hội văn minh là thấy sai thì phải nhận lỗi và sửa chữa. Phải có thái độ cầu thị, lắng nghe ý kiến, phản biện xã hội. Tuy nhiên, tôi cũng như toàn thể những người Việt Nam có tâm, có đức, đều không nhìn thấy cách hành xử văn minh của các vị trong vụ án Hồ Duy Hải. Nói thật là giờ nghĩ lại câu nói, có sơ suất nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án, tôi thấy rùng rợn con người. Đấy là văn minh ư? Không, không phải. Đấy là một sự trơ cháo đến khôn nạn. Các vị cứ làm đúng trách nhiệm và bổn phận của mình đi, còn văn minh thì những người Việt chân chính tự lo được. Đây là hình ảnh ông Nghị Đỗ Văn Dương đã gặp Hồ Duy Hải trong tù và hỏi Vân và Hồng ai đẹp hơn? Vân và Hồng chính là hai nữ nạn nhân bị giết hại dã man ở bưu điện Cổ Voi. Facebook Lê Thế Thắng đã đưa ra lời bình luận
về sự trâng tráo, bệnh hoạn như kẻ biến thái của ông Nghị, Đỗ Văn Đương như sau. Đỗ Văn Đương còn được biết với biệt danh Đương Rau Muống. Vào năm 2014, Đương khi đó đang là đại biểu Quốc hội và là thành viên của đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào gặp Hồ Duy Hải trong trại giam. Trái với đồng nghiệp bà Lê Thị Nga, Đỗ Văn Đương đã dành cho Hải những câu hỏi rất kỳ quặc, lệch lạc so với mục đích, trách nhiệm, giá trị của đoàn khảo sát oan sai, để rồi Đương dùng những câu hỏi trả lời này để bẻ lái, quy chụp rằng Hải nhận tội, Hải có tội. Đương hỏi, anh có đề nghị chết sớm hay không? Hải trả lời, tôi có đề nghị chết sớm vì nhốt như thế này rất khổ. Thế nhưng, với câu trả lời này, Đương lấy để quy kết đầy cảm tính và chủ ý rằng Hải xin chết là bởi có tội. Rồi Đương thời gian này lại tiếp tục đâm đơn kết tội Hải bằng những luận điểm ngớ ngẩn đó. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đương còn bệnh hoạn khi hỏi Hải một câu chẳng cần thiết rằng hai nạn nhân Vân và Hồng ai đẹp hơn. Còn trên trang Facebook cá nhân mang tên Võ Tòng, tức thạc sĩ Võ Văn Tài, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tây Ninh, hiện là giảng viên trường nghiệp vụ Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên bảng cung đầu tiên của Hồ Duy Hải, ông đã đưa ra nhận định như sau. Đã có chứng cứ thuyết phục về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người không phạm tội. Với thông tin mà ông nhận được thì có ba nhận định chính được đưa ra. Một là có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng của Hồ Duy Hải. Hai là có chứng cứ về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ba là hành vi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người không có tội. Tức là việc cố ý truy tố tội cho Hồ Duy Hải cũng chính là tội phạm hình sự được quy định trong Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Đây là hình ảnh, bản ảnh thực nghiệm hiện trường điều tra Hồ Duy Hải đang lục ngăn bàn để cướp tài sản. Thế nhưng các dấu vân tay tại hiện trường hoàn toàn không phải là của Hồ Duy Hải. Bài viết của Facebook Võ Tòng cụ thể như sau. Ngay sau khi kết thúc phiên họp giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, dư luận dấy lên nghi ngờ về sự thiếu khách quan, công tâm xét xử theo kiểu trọng cung hơn trọng chứng của tòa án Long An. Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên trước đây là tòa án phúc thẩm và hội đồng thẩm phán, tòa án tối cao. Phải nói rằng tâm lý bất bình lan rộng đối với việc cơ quan điều tra đã vô tình không thu giữ những vật chứng đặc biệt quan trọng trong việc chứng minh hung thủ thật sự như cái thớt, con dao, tờ báo thể thao và những dấu vết quan trọng khác, ví dụ như dấu vân tay, dấu dép, vệt máu ngay lối đi bên ngoài hiên, các vết tổn thương trên cơ thể nạn nhân cũng không được khai thác một cách có trách nhiệm và nghiêm túc. Rồi việc khám nghiệm hiện trường cũng chưa hoàn diện, không kiểm tra tầng lầu của bưu điện là rất cầu thả, chưa kiểm tra kỹ càng nơi xảy ra tội phạm mà nhanh chóng giao cho ngành bưu điện dọn dẹp là có ý gì đó rất mờ ám. Mặc dù lên án gay gắt những sai phạm sơ đẳng của cơ quan điều tra, nhưng đa phần những người quan tâm đến vụ án không dám kết luận rằng Hồ Duy Hải vô tội. Và những tưởng số phận của Hồ Duy Hải sẽ được định đoạt, nhưng không, người tính không bằng trời tính. Vẫn còn những người trong cuộc có lương tri, dũng cảm, không thể chấp nhận sự vô lý như vậy, nên đã tuồn bản ảnh hiện trường, tử thi, cả bản ảnh thực nghiệm điều tra và những bút lục quan trọng ra ngoài cho phóng viên. Và thật sự cảm ơn những anh phóng viên rất dũng cảm, không sợ nguy hiểm lần lượt tung ra những chứng cứ chết người. Nó như nhát dao đâm thấu tận tâm can những người mà hôm qua còn ba hoa rằng họ luôn công tâm, khách quan và một lòng bảo vệ công lý. Người như Hồ Duy Hải phải bị trừng trị thích đáng bằng bản án tử hình, không đáng thương xót. Nếu có, hãy dành cho gia đình người bị hại. Và bên cạnh đó còn thêm có những kẻ mạnh mồm hơn. Bên cạnh anh hùng hùng hồn bảo vệ việc làm mà trời đất bất dung là có phần tử hình người vô tội, còn kèm theo lời lẽ đe dọa rằng những ai cố lập lờ bảo vệ cho Hải, cố tình xuyên tạc nhằm mục đích bêu xấu hình ảnh lãnh đạo cơ quan tư pháp. Đây là hình ảnh về vụ Hồ Duy Hải, đại biểu Trương Trọng Nghĩa bên trái tranh luận với đại biểu Phạm Hồng Phong rằng đừng mượn bóng ma thế lực thù địch để công kích người góp ý mình. Đúng là lời đe dọa phần nào cũng có tác dụng, làm không ít người lo sợ, nhưng nó không ngăn cản được sự thật. Ngày càng có nhiều chứng cứ có lợi cho Hải được tung lên mạng xã hội. Những hình ảnh chân thực về hiện trường, những lời khai bị rút bỏ như của Đinh Văn Còi, Lê Thanh Chí, Hồ Văn Bình và của Anh Long đã làm cho âm thanh của bọn đao phủ yếu dần, và đến đơn kêu oan lời không nhận tội của Hải tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cũng được đưa ra ánh sáng, làm cho những kẻ rêu rao về công lý bị nghẹn họng. Đến hôm nay, một chứng cứ nữa mà tôi cho rằng nó nặng ký nhất để chứng minh Hồ Duy Hải hoàn toàn vô can là lời khai của Hải được điều tra viên của cơ quan điều tra lập lúc 16:30 ngày 20 tháng 3 năm 2008. Hải khai rất rõ ràng như sau. Khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, nhằm ngày Chủ nhật,
Hải điều khiển chiếc xe Wayte biển số 62KS3040 đi đến tiệm cầm đồ Thuận Hưng để cầm cố chiếc điện thoại Nokia N73, lấy số tiền là 1.500.000. Sau đó, Hải chạy về gặp anh Đang, rồi cùng anh Đang đi đến quán cà phê ông Thượng, đưa cho anh Đang 1.500.000 để trả tiền thua cá độ bóng đá. Và đến khoảng 19 giờ, Hải về nhà cất xe. Hơn 19 giờ, Hải đi bộ đến quán bà 2A mẹ anh Luân chơi và hút thuốc, và sau đó Hải mượn xe Way biển số 62-3967 chạy đến đám ma nhà ông Tư Long. Đến lúc này là khoảng 20 giờ vào ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải gặp anh Thới, 22 tuổi, con thứ ba của ông Phát, gặp cả chú Hải là ông Tà Mười ngồi uống rượu chung bàn với cậu Ba Thẹo, 42 tuổi, cậu Tám Thọ và rất nhiều người khác. Hải ngồi ở đám ma đến khoảng 21 giờ thì chạy xe Way về trả lại cho bà 2A. Và sau đó Hải cùng với anh Hoàng, anh Điều, tức là con ông Năm Phước, xem bóng đá tới 5 giờ sáng ngày hôm 14 tháng 1 năm 2008 mới về nhà. Đến khoảng 7 giờ thì nghe anh Tân, con ông Tám Hồ nói Hồng Vân bị giết. Từ lời khai này cho ta thấy điều gì? Là Hồ Duy Hải có chứng cứ ngoại phạm không thể thuyết phục hơn. Muốn xác minh vấn đề này quá dễ, ai cũng làm được. Thứ nhất, xác định thêm đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008, nhà ông Tư Long có đám tang hay không? Cái gì có thể sai, nhưng nhà có đám tang thực sự là không thể sai. Thứ hai là xác minh chừng vài người có mặt tại đám tang nhà ông Tư Long đêm đó, xem có ai xác nhận được Hải có mặt như vậy hay không. Tức là chỉ cần tình tiết này cũng đủ chứng minh Hải vô can với cái chết của hai cô gái xấu số. Thứ ba là xác minh xem bà 2A xem vào cái đêm định mệnh của hai cô gái, Hải có mượn xe Way của bà hay không. Tôi nghĩ rằng bà 2A sẽ nhớ vì sự kiện sáng hôm sau quá kinh hoàng, và khủng khiếp hơn là 2 tháng sau Hải bị quy kết tội giết hai nạn nhân này. Thứ tư, làm việc với anh Hoàng, anh Điều về việc cùng xem bóng đá với Hải và tài lịch thi đấu bóng đá của giải ngoại hạng Anh, giải Ý, Tây Ban Nha là sẽ biết các trận đấu diễn ra từ đêm đến sáng hay không. Nếu như qua xác minh Hải có mượn xe đi đám tang và xem bóng đá như Hải khai thì Hải không có bất kỳ sự liên quan gì đến vụ án. Khi đó cũng có quá đủ cơ sở để kết luận người có thẩm quyền của cơ quan điều tra Long An phạm hai tội là làm sai lệch hồ sơ vụ án và truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội. Ngoài ra còn có thể có thêm tội thứ ba là dùng nhục hình. Dĩ nhiên khi Hồ Duy Hải bị đày đọa ngục tù trong thời gian đằng đẵng như vậy và suýt bị tử hình thì còn khối người trong cuộc nữa cũng phải có hành vi liên quan, và chúng ta dư sức để chứng minh họ phạm tội gì. Đây là hình ảnh thẩm phán Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Duy Hải, đã có mặt tại buổi thực nghiệm tại hiện trường vào ngày 20 tháng 8 năm 2008. Mặc dù hồ sơ còn trong tay cơ quan điều tra, chưa đến khâu chuyển giao cho tòa án. Thật kỳ lạ, không ai hiểu nổi vì sao thẩm phán lại tham gia khâu điều tra cùng với cơ quan công an. Điều này rõ ràng vi phạm trắng trợn sự độc lập của cơ quan điều tra. Cũng về bản cung đầu tiên của Hồ Duy Hải, Facebook Lê Thế Thắng có bài phân tích mang tựa đề Những thay đổi trong lời khai của Hồ Duy Hải. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, khi bị triệu tập, Hải khai không liên quan đến vụ án với đầy đủ bằng chứng và chứng minh ngoại phạm như mượn xe chở Đang, nhậu và xem bóng đá cùng bạn. Vào ngày 21 tháng 3, sau một ngày đêm câu lưu cùng nghiệp vụ điều tra, Hải đã nhận tội. Hải khai trong bản nhận tội đầu tiên là đến hiện trường bằng xe Way, chiếc xe mà Hải vẫn thường đi. Hải khai đến hiện trường khoảng 8 giờ tối, phù hợp với tư duy logic của việc Hải rời tiệm cầm đồ sau 19 giờ 13 một lúc, tức là sau khi nghe điện thoại, cầm đồ xong, lấy tiền, rồi gặp gỡ bao nhiêu người trả tiền này, tiền khác rồi mới qua bưu điện. Nhưng những lời khai nhận tội lại không khớp gì với lời nhân chứng Đinh Vũ Thường, lời khai được dùng để điều tra kết tội Hải. Thế tất nhiên, đầu tiên là phải đổi thành xe Dream như Đinh Vũ Thường khai. Thế là Hải đã thêm vào chi tiết về nhà bà dì ba đổi xe khai lại, tức là bản khai của nhân chứng Thường có vẻ đã được làm lại cho giống xe của dì ba của Hải. Tiếp đến là thời gian đến hiện trường phải thành trước 7 giờ 30 tối, tức là khoảng hơn 10 phút di chuyển để hợp với lời khai Thường nhìn thấy lúc 7 giờ 39 phút. Lúc này lại là kỳ khôi bởi như tôi và cộng sự thực nghiệm thì mất tới 24 phút, còn Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tính toán mất 28 phút. Nếu là thủ phạm đi nữa thì Hải không thể đến hiện trường lúc 7 giờ 40 phút tối, chứ đừng nói là 7 giờ 30. Việc phải đổi xe trong lời khai của Hải sẽ làm tăng thêm quãng đường, thời gian thực hiện. Rồi đến thời gian di chuyển cũng bị gò lại thì nó rất phi thường. Tất cả những việc này về logic đều thấy chỉ là hợp lý nhất với lời khai của Đinh Vũ Thường. Một lời khai rất mơ hồ về nhân dạng, nhưng có hai chi tiết cụ thể là xe Dream nâu
và giờ đến là 7 giờ 39 phút. Ấy là chưa bản lời khai của Đinh Văn Còi, Lê Thanh Trí hay anh Long, chồng chị bán trái cây. Những lời khai không rõ vì sao lại bị rút đi. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2020 với bản tin Thêm bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải và sự trưng cháo của hai ông Nghị. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.